ask the lady what happened to her and her family when the Americans came on August the 2nd, 1965, to give me a full description of the whole day. Dạ, xin bác tả lại cái ngày mùng 2 tháng 8 thì cái điều gì đã xảy ra đối với bác và xảy ra đối với gia đình bác và con bác như nào ngày cái ngày hôm đấy. Hỏi nữa hả? Dạ vâng ạ, hỏi nữa rồi. Mỹ qua năm 75 mà chí đồng bộ với dân thôi cả đồng hết. Con bé qua do phụ nữ đi qua cổng đê đó, lúc do cổng đê đó. Hiếp dâm, tôi dí đồ trả hết cầu, bé cái con ngứa tôi hiếp dâm rồi bán chết. Hơn ngày tôi mới lấy chót được. Tôi là lục trùng, lục trần, đồng hồ, đồng hút gì cũng không mất hết. Tôi bỏ bỏ hơn ngày tôi trả về tôi mới lấy chót vậy đâu, không biết đâu. Dạ, xin chị, xin bác là tả cho, tức là từng giờ một nó đếm như thế nào, sau đó nó bắt đầu hành động như thế nào, xong nó làm như thế nào, và bác phải chạy đi như thế nào, bác tả lại cho. Ủa, nghe nó lộn gì hả? Dạ, vâng ạ. Nó có chi chi ngang được. Dạ, bác tả lại, từng giờ, thí dụ mấy giờ nó đến này, sau đó bây giờ nó làm những cái gì này, sau đó nó đốt nhà như thế nào này, rồi nó dùng cái gì nó đốt nhà này, xong xe tăng nó vào như thế nào, xong rồi nó bắt bác đi đâu, rồi bác chạy như thế nào, bác tả kỹ một chút nữa. Hồi nó rồi Mỹ qua thì chạy với chạy, chạy ra ở nhà thử dí rồi ngồi đồng rồi chạy xuống với quạt thọ. Ở mỗi người bố nơi rất đoạn bố. Đốt nhà đốt cửa hết. Rồi ở ngồi bố nơi á. Tại công hết. Bắt đầu vào khoảng mấy giờ thì bắt phải chạy đi vậy? Ừ, tôi sợ phải chạy cho nè. Rồi họ trả tên cho mình tôi rồi. Gia đình chứ chạy bỏ nhà bỏ cửa đó rồi đi đó lồn còn lo cái đồng gạt cái dục lúa gánh với quà thọ đồ ăn như thế đó nó nhờ không có gì hết. Suffered as a result of the visits by the Americans that day. Did how many people died? What happened in the village as a whole? Dạ, muốn hỏi bác là cái ngày hôm đó, ngày 2 tháng 8 đó, thì trong làng bao nhiêu người bị chết tất cả, bao nhiêu người bị thương, bác có biết không ạ? Chứ nhớ được, từ điều trăm chuyện, nhớ được, từ giò lú lẳng, nhớ được hết trơn á. Cho biết bao nhiêu người mà biết đoàn không nhớ. Số người chết thì có nhiều người mà, hay là chỉ ít được? Chết chê thì thiên thiên dọn dọn, biết đoàn nhớ mà có hậu, dí ra gốc do biết bao nhiêu người được bác ở chỗ này, bác chỗ nợ, biết đoàn mà nhớ. Where is it? 562 on end. 563. Could you ask the lady what happened when the Americans told her to leave her house? When did she lose contact with her daughter? And when did she next see her daughter again? Dạ, muốn hỏi bác tức là khi mà Mỹ nó vào ấy thì là bác đi hay là Mỹ nó bảo bác là đi thì bác mới đi ạ? Cái thứ hai nữa là lần cuối cùng bác gặp con bác còn sống là lúc nào? Dí ra là đồng đồ bác chứ. Dí hết ra đồng đồ bác chứ. Bác cũng trúng ra đồng hết chứ. Rồi bác ra gốc do, gốc do rồi. Rồi bác cái con nó ở lại mấy đứa mô mà hổm hít được ở lại gốc do đó còn không được trả chỗ khóc. Thì sau 2 ngày thì bác mới lấy được xác. Hơn ngày tới dịu cho mới lấy được xác đâu. Okay, let's cut it.